Hello, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một cái chất liệu mà mới mà thường một số ở cái phân khúc cao cấp thường sử dụng nha, đó là acrylic. Chứ mà các bạn, đây là một cái hồ đang chuẩn bị hoàn thành, đang trong giai đoạn hoàn thành và thử nước ở đây. Hồ này với kích thước là 7m, rộng 2m và cao lên là 1m2 này các bạn. Đang trong giai đoạn thử nước. Mức cái độ dày của cái acrylic này là 5cm nha các bạn, nghĩa là 50 ly đó. Đối với lại cái chất liệu acrylic này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là nhẹ hơn, nhẹ chỉ bằng một nửa so với kính thôi nha các bạn, nhưng mà với cái độ cứng chắc của nó thì là gấp 3 lần kính. Đó là cái ưu điểm rất lớn của nó. Tuy nhiên với những cái ưu điểm lớn thì cái giá của nó cũng là một sự khác biệt, đúng không các bạn? Với một cái hồ này rất là giá trị, rất là nhiều tiền. Thì về cái phân khúc, chỉ có phân khúc cao cấp mới xài được những cái loại này. Với cái bể này rất giá trị. Và với những cái hồ đặc biệt như thế này thì chỉ có những cái con cá đặc biệt thực sự mới được nằm trong cái này nha các bạn. Giống như là chim quý ở Lồng Son vậy đó. Đây là một trong những cái công đoạn để mà đang làm cho cái mặt của các cái tấm acrylic nó bằng phẳng và chúng ta kết dính nó được tốt hơn nè các bạn. Tất cả trong một quá trình làm để tạo nên một cái sản phẩm như chất lượng như thế này đòi hỏi một sự tỉ mỉ rất là công phu của các bàn tay của những người thợ lành nghề của chúng ta. Để tạo ra một cái tác phẩm, một cái sản phẩm của acrylic đòi hỏi qua rất là nhiều công đoạn nha các bạn. Từ các cái khâu thiết kế lên mô hình rồi các bạn, đến qua các cái phần chạy CNC. Đó, rất là nhiều máy móc ở đây. Và đây là qua phần làm mịn, làm bóng này các bạn. Đó, cắt này. Đây là một chiếc hồ lớn. Và đây là một cái sự khác biệt rất lớn nữa giữa acrylic và kính cho các bạn. Đây. Bây giờ là thử một cái khác nha các bạn. À, thấy không các bạn? Nguyên si. Tuy nhiên tôi không khuyến khích các bạn là làm thử nhiều lần nhá. Tất nhiên là các bạn cảm nhận nó là một sự khác biệt, nhưng mà các bạn làm nhiều lần quá nó sẽ chảy thì gây nên sự lãng phí, đúng không các bạn? Đó, đây là một cái hồ bán cạn này. À. Wow. Rồi, ok. Sẽ có những cái trải nghiệm mới cho các bạn, có những cái tác phẩm mới để từ những cái ý tưởng của các bạn trên những cái chất liệu mới này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.